Không thể đăng nhập, gửi ảnh, đêm ngày 28, dạng sáng ngày 29 tháng 11, nhiều người dùng tại Việt Nam phản ánh tình trạng gặp phải vấn đề nghiêm trọng khi sử dụng mạng xã hội Facebook. Theo đó, nhiều người cho biết họ không thể truy cập vào phiên bản web của mạng xã hội này. Thay vì giao diện Newsfeed như thường lệ, người dùng nhận được thông báo Facebook sẽ sớm hoạt động trở lại. Không chỉ riêng phiên bản web, nhiều người sử dụng Facebook trên di động cũng gặp phải tình trạng không thể lốt được ảnh. Việc gửi tin nhắn ảnh trên ứng dụng nhắn tin Messenger tại Việt Nam cũng đang gặp vấn đề. Đáng chú ý khi website Dow Detector ghi nhận những sự cố tương tự xảy ra một cách đồng loạt ở nhiều nơi trên thế giới. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Bắc Mỹ và các nước châu Âu. Tại Việt Nam, số lượng thông báo về tình trạng này có ít hơn. Tuy nhiên người sử dụng vẫn có thể cảm nhận một cách rất rõ nét. Các vấn đề phổ biến mà người dùng Facebook trên khắp thế giới đang gặp phải là lỗi không thể truy nhập, không thể tải dữ liệu và không thể gửi các tin nhắn ảnh.